Là con trai phải xinh. Có gì đâu, là bây giờ là nó bị hư cái màn hình rồi, để tôi đi sửa cái màn hình. Đâu được. Cái gì? Cái màn hình này có hình ở trong này, ông đem đi sửa lỡ mất sao? Không được. Trời, nó đang bị hư cái màn hình. Nhưng mà hình ảnh của tôi trong đây bảo mật, làm sao mà đem đi sửa được? Không hiểu cái này hả? Từ lúc mà anh cưới em về không bao giờ anh dám tỉnh táo. Tại anh tỉnh táo là tối về nằm thấy ác mộng mà anh phải nhậu. Anh ôm em ngủ mới có đủ dũng cảm anh ôm em ngủ, hiểu không? Đón xem Biệt đội siêu hài tập 86 phát sóng vào lúc 21:50 thứ tư ngày 18 tháng 4 năm 2018 trên kênh HTV7.